Tường xin chào cả nhà. Quý vị ơi, hiện tại là Tường đang ở trên đất Mỹ nha quý vị. Và chúng ta đang đến với chương trình du lịch kỳ thú. Hôm nay thì chúng ta sẽ tham quan cái tiệm nail ở đây để xem khác gì những tiệm nail ở Việt Nam hay không. Và những con người làm nghề nail ở đây khác gì những người làm móng tay ở Việt Nam quý vị nhé. Ở sau lưng các Tường cũng là một cái tiệm nail, chúng ta sẽ tiến vào trong thử xem. Tiệm nail ở đây rất là đẹp quý vị ơi. Hai chị Cát Tường. Ôi chị Ngọc. Khỏe không? Dạ em khỏe. Dạ. Thưa quý vị, đây là chị Ngọc xinh đẹp là chủ của cái tiệm nail rất rất là đẹp này. Và trước tiên để cho em ngắm một vòng đã nha. Dạ. Em thấy là Tường ở Việt Nam thì Tường cũng đi làm nail nhiều quý vị, nhưng mà lần đầu tiên qua tới bên này thì Tường thấy là những cái tiệm nail bên này rất là đẹp. Giống như đèn ha. Mọi người để ý những cái chi tiết giống như đèn rất là đẹp, và bàn ghế ngồi làm thì cũng rất là sang trọng. Hình như Việt Nam thì cũng có, nhưng mà ở Việt Nam thì Tường thấy là những cái tiệm nó nhỏ hơn, chứ cái mặt bằng này nó không có lớn và nó không có làm, không có đầu tư hoành tráng như ở đây. Dạ. Chị mở cái tiệm này lâu chưa chị? Dạ em mở tính hôm nay là mình bước vào tháng thứ 10 rồi chị. Ồ, tiệm này mới 10 tháng thôi. Dạ. Nhưng chị ôi gì vậy, tiệm nail mà có ba rượu nữa hả? Dạ. bán rượu hả chị? Dạ tụi em search cho khách từ rượu đỏ cho đến sông pan. Ồ. Hoặc là trà hoặc là nước uống. Có nghĩa là ví dụ khách vô làm có nhu cầu uống rượu thì mình phục vụ luôn. Dạ, cái này là bán. Dạ không bán, phục vụ free. Phục vụ free nha quý vị. À vậy là một hồi nữa Tường cũng sẽ được uống một ly rượu. Yeah. Free. À có trà, có rượu, có đầy đủ. Rồi bên kia gì nữa vậy chị? Sao có... bên đây là những cái nguyên vật liệu để phục vụ cho cái ngành nail của mình. Ồ. Dạ. Rồi. Mình làm một bộ nail móng tay móng chân luôn vậy là khoảng bao lâu? Mình làm mất thời gian bao lâu? Tùy theo cái bắp thịt chị, ví dụ nếu chị làm tay chân lướt thường thôi thì nó rất là nhanh. Yeah. Nó mất cũng từ 30 phút cho đến 40 phút. Yeah. Nhưng mà nếu chị làm deluxe thì cái thời gian nó sẽ tăng lên, hoặc luxury thì nó càng mất thời gian hơn nữa, có qua nhiều công đoạn. Bình quân là mình làm một bộ và khách đi vô đây đi ra là bao nhiêu đô? Depend, có khi có người ta xài từ 30 đồng cho đến 100. Yeah. Đồng hoặc là 100 mấy chục đồng, tùy theo cái họ chọn cái mắt. 30 đồng thì khoảng 600-700 ngàn, thì ở Việt Nam cũng làm giá đó. Yeah. Còn ví dụ làm cái gì mà tới 100? Luxury là chị đã 75 đồng rồi, chưa kể. Yeah. On thêm là massage, design. Nói chung là rất là nhiều thứ. Tại thực sự á, bà con ở Việt Nam á thì chắc cũng giống như Tường, mà chắc chị Ngọc cũng biết, ở Việt Nam thì cứ nghe mà bà con kiều bào mình ở nước ngoài hình như đa số 80% hỏi làm gì là nghe. Dạ, đi làm nail rồi. Mình cứ nói ủa sao ai bên Mỹ cũng đi làm nail hết trơn vậy ta? Thì cái nghề này nó có cái gì đặc biệt? Rồi cái nghề này tại sao mà ai cũng thích? Vậy kiếm tiền không chị? Không phải, tại vì mình mới qua, mình đến một cái đất nước mới, từ ngôn ngữ cho đến cái gì mình đều không có quen. Mà ở Mỹ này chị làm cái gì thì chị cũng phải đòi bằng cấp. Và thật ra cái bằng cấp nail để mà chị có được thì chị phải học 400 giờ. Sau đó là chị ra chị kiếm tiền. Nói chung là so với những ngành nghề khác thì nó dễ hơn và nó phù hợp với mọi lứa tuổi. Ví dụ như mình lớn tuổi rồi mình đi xin vào những công ty khác họ không có nhận mình. Nhưng mà có khi nào chị trực tiếp ngồi phục vụ cho khách luôn không? Dạ em nói thật là em không có biết về nail. Đầu tiên em qua là em có lấy cái bằng nail, nhưng mà em chưa giờ làm cho khách. Vậy là chủ này là chính chủ luôn. Tại vì hồi đó giờ Tường nghe là chủ tiệm, nhưng mà người ta vẫn làm, khách đông người ta vẫn làm. Còn đặc biệt chủ này không có làm nail quý vị. Rồi, không có làm nail mà tự nhiên mở tiệm nail. Tại vì nó là một cái nhân duyên chị. Em gặp một cái người anh bạn, ảnh làm manager cho cái ngành này rất là lâu rồi. Ấp ủ là ảnh muốn ra một cái tiệm nail. Thì em mới hợp tác với ảnh, thì ảnh biết nghề. Em thì có vốn, ảnh cũng có vốn, vừa biết nghề vừa có vốn, thì anh em hợp tác với nhau. Và cái lucky là em mới qua đây em tìm được cái mặt bằng này. Mặt bằng đẹp. Và em build up ngay từ đầu theo ý mình, chứ không phải là mình sang lại. Nhưng hằng ngày chị vẫn đến đây để mà điều hành hay là lâu lâu mới tới thôi? Dạ không. Cái anh manager của em, anh sẽ làm hết, là con trai của em. Thì cuối tuần là thằng bé đó. Chủ nhật hoặc là những ngày nghỉ. Hôm nay là nó đang được spring break, cho nên nó ra đây nó làm. Cháu lo hết, em chỉ là set up rồi quản lý chung thôi. Em cảm ơn chị Ngọc những cái thông tin rất là thú vị. Nhà ơi, mình đi quay giới thiệu tiệm nail rồi đúng không? Làm nail thì mọi người biết là phải có cái nguyên vật liệu chứ. Ví dụ như là móng ở đâu, treo ở đâu,
hột ở đâu, bột ở đâu, cọ đồ ở đâu, như thế nào, ở đó ta gọi là đồ supply. Vậy thì những cái này ở đâu cung cấp, ai cung cấp? Bây giờ Tường sẽ dẫn mọi người đi khám phá một cái nơi, một cái địa điểm chuyên cung cấp đồ supply cho người Việt, cho người Việt Nam tại Mỹ ha quý vị ha. Vào đây. Có đầy đủ ha, nước sơn, bột màu này, màu kia, màu nọ, ghê quá, chất, móng, đầy đủ hết. Nói chung là tiệm khá là lớn, cung cấp đầy đủ hết ha. Có một cô bé rất là xinh. Hai em. À, cho chị hỏi thăm, ủa em làm ở đây hả? Dạ, em làm ở đây ạ. Rồi, ở đây làm cái tiệm, cái này là mình gọi là cái tiệm hay là mình gọi là cái gì em ha? Cái này giống như gọi là đại một cái chuyên chỗ phân phối. À, chuyên chỗ phân phối là tất cả hết cái này là của một chủ. Dạ. Hay là mỗi gian hàng là một... Dạ không, ở đây là tổng cộng là chỉ có một chủ. À, trong đây là... lấy hàng từ nhiều nơi về để mình bán cho khách. Ủa, vậy cái chỗ này là mình mở bao lâu rồi em? Dạ, mình mở từ năm 1995 á chị, cho tới giờ. 1995. Dạ. Thì... đây là mình cung cấp cho cộng đồng người Việt thôi hay là... Dạ không ạ, cho tất cả những người ở bản xứ hoặc là cộng đồng người Việt. Nhưng mà cái sự giúp đỡ thì chắc cộng đồng người Việt mình nhiều hơn. Ừ. Dạ. Tại vì ý là chị hả, thí dụ người nước ngoài họ ở đây có những cái tiệm nail của người nước ngoài không? Dạ có chứ. Thì họ có lấy đồ những cái supply dạ, của mình có, để họ... nhiều khách hàng tới đây là toàn là người nước ngoài để mà lấy đồ ở chỗ supply của mình. Ừ. Vậy là cái này là mình giá, mình chỉ thấy giá mình niêm yết bán đó là giá sỉ hay là giá khách, có khách lẻ vô đây mua đồ không? Dạ có luôn ạ, có những cái khách lẻ mua một hai chai nhưng mà mình vẫn bán giá đó. Nhưng mà khi mà có những cái khách mà mua với số lượng nhiều thì mình sẽ có một cái giá tốt hơn. Có nghĩa là giá này là cái giá trưng bày rồi. Dạ. Lấy bán lẻ thôi, còn nếu mua nhiều hơn thì cũng sẽ có cái phần. Dạ. Nó vẫn như nhau thôi chị, nhưng mà giống như là cái phần nếu mà mình mua lẻ thì cái giá nó là như vậy. Còn khi mà người ta mua nhiều thì mình có thể tặng thêm cho những cái phần, những cái sản phẩm khác. Ok, chị hiểu rồi. Rồi những cái mặt hàng ở đây thì mình lấy cái nguồn gốc của nó ở đâu cung cấp cho mình để mình Dạ ở đây thì đa số là có những cái loại brand name lớn, cũng giống như là L'Oreal rồi OPI rồi tất cả những cái brand name lớn với lại những cái công ty nhỏ hơn nhưng mà vẫn sản xuất đồ supply cho bên đây thì mình vẫn lấy cái nào mà tiện lợi cho khách hàng thì mình vẫn sử dụng. Coi như mình thành một cái chỗ đầu mối lại đầy đủ hơn để cho những cộng đồng người Việt mình ở đây người ta đến tập trung một điểm người ta mua cho nó dễ. Ủa vậy thì ở đây mình có nhiều cái dạng như thế này không? Nhiều cái tiệm như thế này không? Cũng có một vài chỗ như lớn như vậy tốt quá. Tại vì theo như Tường biết là ngày xưa đó, ví dụ mà cỡ 30-40 năm trước á, thì theo như Tường biết là mình lấy những cái hàng supply này không phải của người Việt Nam mình. Dạ đúng. Của những nước khác. Bây giờ thì là mình có, dạ, mình tự cung cấp cho người, dạ, Việt Nam mình luôn. Mình có những cái công ty mà mình sản xuất á chị, là mình tự sản xuất luôn. Dạ, ồ. Thì bây giờ mình vẫn hợp tác, mình vẫn lấy của cái đó. Dạ. Nhưng mà rồi mình có kèm theo mình có sản xuất luôn. Dạ, chính người Việt mình. Nhưng mà tiệm này của mình là mình có sản xuất cái gì không? Dạ cũng có, à có những cái đồ supply ở phía bên này là của mình sản xuất. Là thương hiệu gì? Nó là cái thương hiệu? Dạ có Sophie Glaze. Dạ, Sophie Glaze rồi B20 cũng có nè. À là mình sản xuất luôn đó hả? Đúng. Wow. Tại chị cũng mới đi tham quan rồi mà lại chưa có người nói thôi. Ồ ở đây có show này là sao em, chỗ này? Dạ đúng rồi, ở đây á là mỗi tuần á là vào thứ bảy, chủ nhật hoặc là thứ hai đều có những cái show như thế này, là có thể là giới thiệu sản phẩm mới hoặc là có những cái lớp dạy, là những cái lớp dạy kỹ thuật rồi chia sẻ những cái tip làm đẹp, làm nail cho khách hàng hoặc là và những cái người mà làm nail á, giúp họ kiếm thêm thu nhập và hiểu rõ về sản phẩm hơn hoặc là nhiều khi có những cái sản phẩm mới mình cũng chưa biết cách sử dụng thì dạ, mình phải rồi. Chỉ chứ người ta mới biết được, người ta mua chứ còn không mình mua bây giờ mình nhìn, ví dụ như Tường nhìn cũng đâu biết đã làm cái gì đâu, mình phải mua. Cho nên là cũng rồi, phải có người training hướng dẫn, là những cái show thường thì vậy, tóc cũng vậy mà nail cũng vậy, quý vị ở Việt Nam cũng vậy thôi. Ví dụ mà muốn giới thiệu một cái sản phẩm mới thì bắt buộc người ta phải tổ chức những cái show để người ta giới thiệu cái sản phẩm đó và cách sử dụng như thế nào thì người tiêu dùng người ta mới biết được, người ta mua. Thì thấy bây giờ kiều bào mình ở đây sống bằng nghề này được quá em ha. Dạ đúng. Tại vì ngành nail cái nhu cầu làm đẹp nó không có, không thì nó luôn luôn nó phát triển chứ nó không có. Dạ. Với lại
lại quan trọng là người Việt Nam mình chiếm hơn khoảng 60% so với lại thợ nail ở nước Mỹ nữa, nên là giống như người Việt Nam mình như là làm chủ ngành nail vậy đó chị. Mà cái người Mỹ á, người Mỹ người ta làm nail có đẹp như người Việt Nam mình làm nail không? Thực ra là người Việt Nam mình có cái tính gọi là cần cù tỉ mỉ, mày mò các thứ á, nên là cái sự khéo léo của người Việt Nam mình á, nó như trong máu rồi. Nên khi mà làm lên một cái sản phẩm nail thì em nghĩ là nó sẽ đẹp sắc xạo hơn, đúng không? Và có nhiều cái khám phá, nhiều cái kiểu rồi, hơn, cái sáng tạo hơn cho cái ngành nail phát triển. Chị cũng nghĩ vậy, tại vì đại đa số là người Việt Nam bên, mà chắc hình như người nước ngoài người ta cũng thích đến những cái tiệm người Việt Nam người ta làm, đúng không? Chị nghĩ vậy. Tốt quá, vậy rất là tiện lợi ha quý vị ha, cũng không cần đi đâu xa, không cần ghé chỗ này mua món này, ghé chỗ kia mua món kia, mình tập trung lại một nơi mình có thể mua hết được tất cả những cái vật liệu ha, cái supply mà mình mong muốn để set up luôn cái tiệm. Ok, ở đây chị thấy là ngoài tóc rồi nail rồi hình như là có makeup đồ này kia nữa ha, đầy đủ hết. Rồi cảm ơn em, chị tham quan một vòng thôi. Cảm ơn em nhiều nha. Em tên Trang đúng không? Em tên Trang. Rồi, chào Trang. Tuần sau, du lịch kỳ thú với phiên bản Gõ Cửa Thăm Nhà hoàn toàn mới lạ và đặc sắc. Gõ Cửa Thăm Nhà, chương trình truyền hình thực tế với nhiều cung bậc cảm xúc do hai nghệ sĩ Duyên Dáng, Quốc Thuận và Thúy Nga dẫn dắt.